Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình an ninh kinh tế chính trị trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, theo hãng tin AFP, nhiều khu vực trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tuần qua. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu các mỏ than áp dụng các biện pháp chống lũ, lập kế hoạch khẩn cấp phòng rủi ro do mưa lũ. Ít nhất có hơn 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, một trong những vùng sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, đã ngừng hoạt động do mưa lũ trong bối cảnh Bắc Kinh đang khan hiếm than và thiếu điện trên cả nước. Theo Tân Hoa Xã, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 1,75 triệu cư dân, gây hư hại 190.000 hecta hoa màu, phá hỏng 17.000 tòa nhà trong tỉnh. Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cảnh báo các công nhân đang sửa một con đập bị vỡ và các đoạn đường dây xe lửa trôi lềnh bềnh trong nước lũ. Cơ quan khí tượng Sơn Tây dự báo mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, kêu gọi nông dân gấp rút thu hoạch. Theo AFP, giới chức tỉnh Sơn Tây vẫn chưa công bố con số thương vong trong đợt mưa lũ mới nhất ở Trung Quốc. Đợt mưa lũ hiện nay cũng gây lo lắng về việc đảm bảo nguồn cung cấp điện cho người dân trong mùa đông sắp tới. Hôm qua, tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Quảng Châu trên sông Tiểu Kim Xuyên ở thị trấn Chương Cổ, huyện Đan Bá, Khan Di, tỉnh Tứ Xuyên đã gặp sự cố lũ lụt do vỡ van phích cắm và 11 người bị mắc kẹt. Tính đến 15 giờ 30 hôm nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu được 2 người, xác định 7 người đã tử vong, 2 người vẫn đang mất tích. Một số nhân chứng cho biết ban đầu họ tưởng động đất, sau đó thấy nước lũ từ thủy điện tràn về nên vội đưa con gái lên sườn đồi trú ẩn. Chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng cạnh nhà máy thủy điện Quảng Châu cho biết khi sự việc xảy ra, anh bất ngờ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Lúc đầu tưởng động đất nhưng sau đó thấy nước từ nhà máy thủy điện phun ra. Anh bế con gái 10 tuổi và một nhân viên cửa hàng chạy lên sườn đồi đối diện. Chủ cửa hàng cho biết đại lộ Panda cạnh thủy điện bị lũ nhấn chìm, chỗ ngập sâu khoảng 1 mét. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày hôm qua khi tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Tứ Quan Châu đang được bảo trì. Van bịt của đường ống dẫn nước của tòa nhà nhà máy bị nổ và 11 nhân viên bảo trì bị mắc kẹt. Theo người có liên quan phụ trách trụ sở tiền tuyến, thủy điện bị ngập lụt có 3 tầng, dài 88,4 mét, rộng 49,7 mét, cao 14,6 mét, thể tích khoảng 64,144 mét khối. Người phụ trách nói trên cho biết khó khăn chính của đợt cứu hộ là giảm mực nước khu nhà xưởng. Vấn đề chính là mực nước lòng sông cao hơn mực nước khu nhà xưởng, không thể đóng cửa cống hoàn toàn, thấm ngược nghiêm trọng. Đồng thời, sau khi xảy ra sự cố, thời tiết tại địa phương lạnh giá, có tuyết rơi liên tục từ tầng 2 lên tầng 1 của phòng máy trạm thủy điện ngập nước, chỉ có cầu thang rộng khoảng 1 mét. Lối đi chật hẹp khiến công tác cứu hộ dưới nước gặp nhiều khó khăn. Theo các báo cáo, đội cứu hộ đã áp dụng kế hoạch kiểm soát dòng nước, cấp rút xây dựng đê quai, xây dựng bệ đỡ, thoát nước nhanh, phát hiện chính xác và tìm kiếm cứu nạn toàn diện, đồng thời nhanh chóng rút cạn nước xung quanh trong giai đoạn đầu. Đến 1 giờ sáng nay, nước tại một số nhà dân và đường xung quanh thủy điện bị ngập úng đã rút bớt. Đến 7 giờ 30 sáng nay, lực lượng cứu hộ đã sử dụng 8 máy xúc cỡ lớn bắt đầu công tác đắp đê quai xung quanh nhà máy thủy điện để hạn chế nước ngấm từ các khu nhà xưởng bị ngập. Ngay sau khi công việc đê quai hoàn thành, các máy bơm nước công suất lớn đã được sử dụng để bơm nước vào khu nhà xưởng. Lượng nước bơm được mỗi giờ khoảng 3.000 đến 5.000 mét khối. Đồng thời, lực lượng cứu nạn khơi sâu sông, tháo nước hạ thấp mực nước, triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ hôm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vào tầng 2 khu nhà xưởng để tìm kiếm. Thưa quý vị, từ tối hôm ngày 22 tháng 7 đến sáng sớm hôm nay, mưa lớn trong thời gian ngắn tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người chết và 3 người mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tai địa chất, 26 ngôi nhà rột nát bị hư hỏng hoặc sập, 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 chiều ngày hôm qua, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn như thế này là cực kỳ hiếm. Từ tối ngày hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay, lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1 mm, trong đó lớn nhất là 209 mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên. Tiếp theo là 169 mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan. Trong số đó, 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc
đã vượt qua giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của ba thị trấn, mức mưa tiêu thụ, nước mưa tích tụ rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn sẽ ngay lập tức thu vào lòng sông Lạch Evergreen, đoạn thượng quan của sông Sơn Tây và đoạn lạc thôn Thanh Công của làng Đại Nguyên Tây Thạch Gia. Dòng chảy tức thời rất lớn và 73,6 km đường chính bao gồm cả đường tỉnh, quận và đường nông thôn ở các khu vực Đại Nguyên, Thượng Quan và Thường Xanh đều bị nhấn chìm theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ. Nước sông dâng cao ngay lập tức, mực nước ngập làng và nhà máy hai bên bờ sông dâng cao 1,5 đến 2 mét trong vòng 10 đến 15 phút. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Leo, thị trấn Đại Nguyên, quận Phú Dương khiến ngôi nhà của dân làng bị ngập, 5 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Một người dân ở thôn Leo cho biết vào khoảng 17 giờ chiều ngày hôm qua, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước của con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông, nhiều nhà dân trong thôn bị ngập, một số ô tô và nhà dân bị cuốn trôi. Cô nghe nói có một số dân làng đã bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy tại một khúc sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, vượt qua bờ sông và tràn vào nhà dân hai bên bờ sông. Một số ô tô cá nhân bị dòng nước cuốn xuống sông. Lực lượng cứu hỏa bắt đầu công tác cứu hộ trong đêm tối. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng mất tích, kinh doanh một số cửa hàng nhỏ. Khi lũ đến, họ đã cố gắng vớt vát được thứ gì đó, nhưng chúng đã bị cuốn trôi và không may họ đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết chú và dì của cô cũng bị lũ cuốn trôi. Đến nay đã tìm thấy chú và dì vẫn chưa được tìm thấy. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Luo xác định có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy 5 người, 2 người mất tích. Hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm. Trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã không còn dấu hiệu sinh tồn. Khi được tìm thấy, hiện nhiều ban ngành địa phương đang chuẩn triển khai công tác di dời hàng loạt, tìm kiếm cứu nạn. Một vụ lở đất xảy ra trên đỉnh núi ở thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện Tự Trị, Ngũ Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày hôm qua. Tính đến chiều ngày hôm nay, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết và 6 người bị thương. 9 người vẫn đang mất tích, tất cả đều là công nhân xây dựng. Vào chiều ngày hôm nay, thành phố Nghi Sương đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng 2 người mất tích đã được tìm thấy vào sáng ngày hôm đó. 2 trong số họ đã không có dấu hiệu sinh tồn sau khi được giải cứu. Người còn lại vẫn đang được giải cứu. Hiện tại có 9 người mất tích. Diệp Dương, Phó Thị trưởng thành phố Nghi Sương cho biết vụ lở đất trượt về phía một công trường xây dựng nằm trên sườn núi và bộ phận cứu hộ ước tính khối lượng sạt lở tại khu vực này là 500.000 mét khối. Xét thấy sạt lở vẫn chưa ổn định, 20 người thuộc 9 hộ dân xung quanh đã được di rời. Diệp Dương cũng cho biết quận Tự Trị, Ngũ Phong dự kiến sẽ nhiều mây, có mưa rào và ngày hôm nay và ngày mai khu vực này xảy ra vụ lở đất vẫn chưa ổn định và sẽ khó thực hiện công tác cứu hộ sau vụ tai nạn. Tỉnh Hồ Bắc và một số thành phố Nghi Sương đã triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời thành lập trụ sở khẩn cấp và 9 nhóm công tác để cứu hộ tại chỗ, điều trị y tế, hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo cứu hộ và xử lý hậu quả. Hơn 390 đội cấp cứu và cứu nạn bao gồm cấp cứu y tế, chữa cháy, giao thông và thiên tai trên đất liền đã được huy động. 11 máy xúc, 8 máy xúc lật, 5 xe cứu hộ, 3 chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn. Và hơn 500 bộ trang thiết bị như máy dò dịch, chuyển máy dò sự sống, phá rỡ cứu nạn, chiếu sáng được huy động tại chỗ để triển khai công tác cứu hộ và xử lý. Nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp trong những ngày gần đây, gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó, sạt lở đất và sập đường sắt xảy ra tại thành phố Gyeonggi. Tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 4 người dân địa phương thiệt mạng do thiên tai, theo Tân Hoa Xã kể. Kể từ thứ ba, lượng mưa lớn liên tục xảy ra nhiều thảm họa ở Gyeonggi. Trong số đó, các dự án kiểm soát Triệu Câu, Bội Vũ và Thủ Đức ở đoạn công nghi của sông Hoàng Hà đã xảy ra sạt lở đất ở các mức độ khác nhau. Sự tích tụ phù sa khiến các con đường gần các dự án không thể đi qua và bị gián đoạn hoàn toàn. Hiện tại chính quyền đang tiếp tục nạo vét. Ngoài ra, lượng mưa lớn cũng khiến ít nhất 83 con đường ở thành phố Công Nghĩa bị sập, trong đó đoạn dưới câu của ga xe lửa Long Hải bị sập và cầu vượt Bạch Hà quốc lộ 310.
cách đó 300m về phía đông bị đình chỉ, bị hư hỏng do nước cuốn trôi và sạt lở đất. Được biết, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến nhiều ngôi nhà và bức tường ở thành phố Cung Nghĩa bị sập. Đến nay, đã có ít nhất 4 người chết, 14 hồ chứa tràn nước, 2 thị trấn bị ngập, tổng số 6.210 hộ và 23.663 nhân khẩu phải di dời trên địa bàn thị trấn, thành phố. Thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước và các công trình khác của địa phương cũng bị ảnh hưởng. Nhiều dây cáp quang thông tin liên lạc bị chôn vùi ở thành phố Cung Nghĩa đã bị đứt, móng của trạm cơ sở bị lún, tủ và tháp bị lở đất chôn vùi, một số cột điện bên ngoài trạm gốc bị đổ xuống và 285 trạm cơ sở thuộc sở hữu tháp sắt trong huyện bị mất điện. Hiện tại, thị trấn Mễ Hà và một số ngôi làng ở thành phố Cung Nghĩa đã bị cắt điện, internet và nước trong hơn 24 giờ và rất khó để cung cấp nguồn cung cấp. Thông báo của Jimunil, một tòa nhà 7 tầng đã bị sập trong cộng đồng thôn mới Minh Nguyệt ở thành phố Cung Nghĩa vào đêm thứ ba trong trận mưa lớn. Nhưng cư dân cộng đồng đã sơ tán trước thời hạn nên không gây thương vong. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Cung Nghĩa chỉ ra rằng các nhân viên đang xác minh thông tin liên quan. Theo báo cáo từ Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp quận Vạn Châu, Trùng Khánh hôm nay, từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua, quận Vạn Châu hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày liên tiếp. Mưa lớn gây ra lũ lụt gần 20 người chết và 6 người mất tích do thiên tai. Theo báo cáo, quận Vạn Châu từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua có mưa lớn. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm qua, 26 thị trấn và làng mạc đường phố có mưa lớn, 19 thị trấn và làng mạc và đường phố có mưa to. Thị trấn Trường Tràm có mưa to, lượng mưa lớn nhất tại bãi biển đo được là 285,6mm. China New Saver đã đưa tin trước đó rằng lượng mưa ở thị trấn Long đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Theo báo cáo, tính đến 10 giờ sáng ngày hôm nay, lượng mưa đã gây ra thảm họa ở gần 40 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu. Mưa bao gồm Vô Kiều, Trường Lăng và Bạch Dương. Đoạn tích bị ảnh hưởng về hoa màu là 1990 hecta. Diện tích bị thiên tai là 1154 hecta. Diện tích mất mùa là 685 hecta. 146 ngôi nhà của 60 hộ bị sập, 230 ngôi nhà của 121 hộ bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực lên tới 235 triệu nhân dân tệ. Sau thiên tai, huyện ủy Vạn Châu và chính quyền huyện đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, điều động gần 2.700 nhân viên cứu hộ, phương tiện truyền thông trong nước. Và trước đó đã đưa tin rằng lượng mưa liên tục đã khiến sông Vô Kiều ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh dâng cao. Chỉ trong nửa giờ, hàng nghìn cửa hàng và nhà dân dọc sông Quy Giao đã bị lũ nuốt chửng. Sau khi giải cứu, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được di chuyển đến khu vực an toàn, không có ai bị thương. Vào ngày thứ năm vừa qua, mạng thời tiết Trung Quốc đã thông báo rằng dự kiến sẽ có mưa to hoặc mưa lớn ở Trùng Khánh trong 3 ngày tới. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp phân bổ 320 triệu nhân dân tệ trong Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương vào ngày thứ năm để hỗ trợ 16 tỉnh, khu tự trị bao gồm Trùng Khánh và Tứ Xuyên trong công tác cứu trợ lũ lụt vào thiên tai. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.